Mọi người hỏi là có bao giờ cô hàng xóm giận dỗi em không? Có chứ, ai đang giận em nè mọi người. Không có miếng nết nào ở trên á, lúa lăn uống về gần cả trăm cá rồi mấy bạn. Thực ra thì chuyện cũng không có gì hết mọi người. Chủ yếu là vì bà Triều bà nói với em là bà thèm ăn cái trái gọi là trái thơm mật. Cái này ai mà ở Tây Nguyên á là mọi người biết đây là một món đặc sản. Cái trái thơm nó rất là ngọt, ở bên trong nó ngọt y như là mật ong luôn vậy đó. Mà để mua chính xác được cái trái thơm mật đặc sản Tây Nguyên đó thì khó còn hơn là lên trời nữa. Mà bà thì nghe lời cái ông chú bán thơm, ôi ô, cái trái thơm này á là trái thơm mật nó ngon lắm á, đặc sản Tây Nguyên. Xin lỗi luôn người Tây Nguyên đang ở đây nè, mà bà không có chuyện nghe lời em. Cuối cùng quất cái trái thơm đó 100.000 cộng thêm 100.000 xăng xe nữa là trái thơm 200.000. Mua về bổ ra ăn nó chua tái đé luôn. Mà lần đó bà múc bàn em ngồi kế bên em thấy mắc cười quá, em chịu không có nổi. Em lỡ cười hơi lớn, cái bà quê á mọi người. Xong cuối cùng bà giận em luôn. Cái là từ bữa đó tới nay á là nhà em ăn sườn kho thơm nè, canh chua thơm nè, cá ngừ kho thơm nè, canh sườn bò nấu thơm nè. Trời ơi, nấu từ lúc mà bà giận em tới bây giờ bà hết giận em, chuẩn bị giận sang lần thứ hai rồi đó mà mới hết cái nửa trái thơm à. U là trời, mọi người có món gì gợi ý giùm em đi mọi người.